Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay sẽ là phần thứ hai liên quan đến chủ đề Push Notification trong Android. Ở phần trước trong cái loạt bài Android Tutorial bài số 50 thì mình đã giới thiệu cho các bạn làm sao chúng ta có thể tạo được một cái thằng Push Notification với những cái thành phần cơ bản. Đầu tiên đó là title, đúng không? Rồi thì message, small icon, large icon, cũng như là chúng ta thực hiện một số những cái căn chỉnh, ví dụ như là set màu cho cái push notification. Ok, thì ở trong cái video part 2 này mình sẽ tiếp tục code trên cái source code của cái thằng part 1, cho nên là bạn nào mà chưa xem thì các bạn vui lòng xem cái video trước, part 1 trước giúp mình nhá. Rồi, mình nhắc lại một chút kiến thức ở cuối cái video lần trước, đó là với cái code hiện tại như thế này. Đây, các bạn để ý này, chúng ta có thể gửi được một cái push notification, tuy nhiên chỉ với hệ điều hành Android từ 8.0 trở xuống. Còn từ 8.0 trở lên ấy, khi mà các bạn sử dụng cái code này thì nó sẽ không hoạt động. Lý do tại sao thì đây, ở đây mình có một cái link ở trên trang chủ Android Developer. Các bạn để ý cho mình cái dòng đầu tiên đó là bắt đầu từ Android 8, tức là API 2.6 trở lên, thì cái thằng notification bắt buộc nó phải đăng ký một cái channel. Ok, đó là lý do tại sao với lại cái source code mình giới thiệu trong cái pass 1 ấy, các bạn chạy trên cái device hệ điều hành Android 8.0 trở lên ấy, thì nó sẽ không hoạt động. Thì hôm nay thì làm thế nào để chúng ta có thể xử lý code với lại cái thằng channel ID thì mình sẽ bắt tay vào code nha. Rồi, đầu tiên các bạn vào cho mình cái phần source code ở bên này. Ok, các bạn mở cho mình cái phần Java. Đây, ở trong cái thư mục đây các bạn thấy rằng cái đường dẫn của cái backing name của ứng dụng của chúng ta. Các bạn kích chuột phải, các bạn chọn New Java Class. Các bạn đặt tên tùy theo ý thích. Ở đây mình sẽ đặt tên ví dụ như là My Application. Ok, rồi đây là cái tên của cái class này. Tiếp theo các bạn để ý cho mình cái thằng Super Class. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái thằng Application đây của Android App như thế này. Và các bạn ấn OK, đúng không? Thì khi mà các bạn chọn như vậy thì đơn giản nó chỉ thực hiện một cái nhiệm vụ, đó là nó extend từ một cái thằng application. Còn nếu như các bạn không điền cái thằng super class ấy, thì đây thì nó sẽ ra như thế này. Thì các bạn chỉ cần gõ extend một cái thằng application như thế này là được. Ok, rồi tiếp theo thì các bạn xuống dưới này, các bạn ấn cho mình một cái hàm, đó chính là hàm onCreate của cái thằng application. Các bạn chọn cái này cho mình. Đó, thì đây chính là cái chỗ để chúng ta có thể tạo một cái channel ID cho cái ứng dụng của chúng ta. Đây, các bạn quay trở lại cho mình cái link trên trang chủ Android Developer. Mình sẽ để cái link này dưới phần mô tả của video nhé. Đây, các bạn kéo xuống cho mình cái phần, đây là Create a Notification Channel. Đây, nếu như các bạn nào code link thì các bạn chọn sang tab bên này. Còn code Java thì chúng ta sẽ thực hiện ở tab bên này. Ok, các bạn không cần làm gì cả. Các bạn chỉ cần copy nguyên si cái hàm nó hướng dẫn cho chúng ta vào trong project. Đây, mình sẽ copy xuống dưới này. Đúng không? Tên hàm Private Voice Create Notification Channel. Đúng không? Ở đây các bạn để ý này, nó sẽ thực hiện một cái check. Đây, các bạn sẽ gọi build.version.sdkin. Nó sẽ so sánh lớn hơn hoặc bằng build.versioncode.o. Cái thằng O này nó là cái gì? Nó là cái thằng API 2.6 đấy. Các bạn giữ control, các bạn chỉ vào cái chữ O này này. Đây, nó hiển thị là API 2.6, đúng không? Tiếp theo, các bạn khai báo cho mình một cái cha SQL, các bạn đặt tên tùy theo ý thích. Ở đây thì nó sẽ get ở trong file string, thì các bạn chỉ cần config những cái này ở trong file string thôi. Đây, đầu tiên sẽ là một cái string channel name, đúng không? Các bạn vào cho mình cái phần string. Đây, các bạn duplicate cho mình cái string này ra, các bạn đổi tên, đó là channel name. Đúng không? Các bạn đặt tên tùy theo ý thích. Ở đây mình ví dụ như mình sẽ đặt là channel 1 như thế này chẳng hạn. Ok, rồi tiếp theo là cái thằng channel description. Tương tự thì các bạn sẽ tạo ra một cái string mới. Đây, mình ví dụ như đây mình sẽ để cái description đó là ZE channel 1 như thế này. Rất đơn giản, đúng không? Tiếp theo các bạn khai báo cho mình một cái in. Các bạn đặt tên ở đây, nó sẽ đặt tên là important, sẽ bằng cái thằng notification manager chấm important default. Cái important này thì mình sẽ có một cái video cụ thể để mình giới thiệu cho các bạn về cái mức độ ưu tiên của cái thằng push notification. Ok, thì các bạn chỉ cần hiểu cái này cho mình nhá. Rồi, tiếp theo là cái đối tượng quan trọng nhất của cái thằng này, đó là cái thằng notification channel, đúng không? Các bạn cần import cái thằng này, các bạn ấn on enter, chúng ta import của Android app. Đây, đó, các bạn đặt tên bằng new notification channel.
Ok, thằng này thì cái hàm khởi tạo của nó bao gồm có 3 tham số. Tham số đầu tiên đó là một cái thằng channel ID. Ở đây chúng ta chưa tạo. Thì các bạn có thể ấn on enter, chúng ta sẽ create một cái thằng channel ID ở trên này. Kiểu của nó là private static file string. Đúng không? Cái giá trị thì các bạn có thể đặt tùy theo ý thích mình. Ví dụ như đây mình sẽ đặt là channel 1. Như thế này chẳng hạn. Ok, rồi, các bạn đổi cho mình cái modifier ở đầu này thành public cho mình, bởi vì cái này chúng ta sẽ sử dụng ở những cái chỗ khác nữa. Đấy, các bạn để ý nhá. Rồi, vậy là chúng ta đã khởi tạo xong một cái thằng notification channel, đúng không? Sau đó thì các bạn sẽ set cái description ở trên này này cho cái thằng notification channel này thông qua set description. Đó, rất đơn giản, đúng không? Tiếp theo, các bạn khai báo cho mình một cái thằng notification manager. Các bạn đặt tên sẽ bằng get system service notification manager class. Đó, và cái thằng notification này các bạn sẽ chấm create notification channel và các bạn truyền cho mình cái channel ở trên này vào đây. Ok, đây là cái đoạn code mình copy trên cái thằng Android developer. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây cái thằng Android Studio ấy, nó sẽ xuất hiện một cái warning, đó là cái thằng notification manager này nó có thể xảy ra một cái exception null pointer, đúng không? Cho nên là để tối ưu code thì các bạn sẽ thực hiện check cho mình. Nếu như cái thằng notification manager này nó khác null thì chúng ta mới create cái thằng notification channel. Đây. Đó. Vậy là nó đã hết báo warning. Ok, cái hàm này thì các bạn sẽ gọi ở trong cái hàm onCreate của cái thằng My Application chúng ta tạo ra ban đầu ấy. Đây. Đúng không? Rồi, vậy là chúng ta đã xử lý xong cái thằng My Application. Cái thằng My Application này thì chúng ta sẽ khai báo ở đâu? Các bạn vào cho mình cái thằng Android Manifest. Đây. Các bạn vào trong cái thẻ Application, các bạn gõ cho mình name. Đây. Thì lập tức cái thằng Android Studio nó sẽ gợi ý cho các bạn cái lớp mà chúng ta vừa tạo. Các bạn click vào đây cho mình. Đó. Các bạn giữ Control, các bạn click vào đây thì nó sẽ vào đúng cái file mà chúng ta vừa tạo. Ok, vậy là xong cái thằng My Application, đúng không? Rồi, các bạn quay trở lại cho mình cái thằng Main Activity. Bây giờ chúng ta sẽ cần thay đổi code làm sao chúng ta có thể thao tác được với lại cái thằng Channel ID, đúng không? Thì code thì hoàn toàn tương tự, các bạn chỉ cần thay như sau cho mình. Đây, cái thằng đối tượng Notification này này, các bạn sẽ thay cho mình cái thằng này thành Notification Compat. Đây, các bạn gõ thêm cái chữ compat như thế này cho mình. Đó, ở đây nó sẽ báo đỏ bởi vì là chúng ta thừa hai cái dấu ngoặc này. Các bạn xóa đi cái này cho mình, đúng không? Ở đây thì lập tức là nó sẽ báo gạch như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái tham số ở trong cái hàm khởi tạo của nó, đó chính là cái thằng myapplication.channelid. Đây, các bạn thấy rằng lập tức nó hết gạch, đúng không? Thì cái thằng này chính là cái thằng mà chúng ta khai báo ở trong cái thằng My Application mà mình bảo các bạn là cần phải thay đổi cái này là public để chúng ta có thể truy xuất được cái thằng này. Đó, các bạn để ý cho mình nhé. Rồi, vậy là xong. Rất đơn giản, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử build cái tutorial này lên trên một cái device có hệ điều hành lớn hơn 8.0 xem nó có hoạt động hay không. Đó, thì cái device của mình đây các bạn thấy rằng nó là Android 9, đúng không? API 28. Đây, chúng ta sẽ thử xem nó có hoạt động hay không. Rồi, vậy là thằng Android Studio đã build xong. Đây, chúng ta sẽ thử click vào cái button Send Notification. Các bạn để ý cho mình này. Đó, lập tức là chúng ta đã nhận được cái thằng Push Notification, đúng không? Đây chính là cái Small Icon. Các bạn kéo xuống như thế này, đúng không? Thì cái thằng giao diện của cái thằng Notification trên các hệ điều hành của các device ấy, thì nó sẽ khác nhau. Đó, đây các bạn thấy rằng Title Message Small Icon cũng như đây chính là cái tên app của chúng ta, đúng không? Ok, rồi, đây một điểm nữa mà mình muốn lưu ý cho các bạn nha. Các bạn có thể thoát cho mình ra bên ngoài cái màn home của device. Các bạn chọn cho mình cái ứng dụng của chúng ta. Đây, các bạn ấn long click vào. Đây, ví dụ như long click như thế này, đúng không? Các bạn vào cho mình cái thằng app info. Ok, rồi, các bạn mở cho mình cái thư mục notification của cái ứng dụng của chúng ta ấy. Các bạn click vào đây này. Đó, thì ở đây các bạn thấy rằng ngoài một cái switch để chúng ta có thể on up cái thằng notification ở đây, nó hiện một cái channel, đúng không? Thì đây tính chính là cái channel name của chúng ta. Đây này, cái channel name mà chúng ta tạo ở trong cái thằng My Application. Đây, cái name của nó đây.
mình ở đây mình đang đặt là channel 1, đúng không? Thì trong cái phần setting notification của cái ứng dụng của chúng ta trên cái device ấy, nó sẽ hiển thị đúng cái tên của cái thằng channel. Ok, đây các bạn thấy rằng ở đây nó có một cái checkbox ở bên phải, đúng không? Nó đang tích dấu xanh, tức là chúng ta cho phép chúng ta nhận push notification với lại cái channel này. Mình giả sử như bây giờ các bạn bỏ cái tích này đi, đây như thế này. Ok, các bạn vào lại cho mình cái ứng dụng của chúng ta và chúng ta sẽ thực hiện gửi lại cái thằng push notification xem điều gì sẽ xảy ra. Đây các bạn click vào đây. Đó, mình click rất nhiều lần, tuy nhiên là chúng ta không nhận được một cái push notification nào cả. Đó. Rồi, tiếp theo. Đây các bạn lại vào lại, chúng ta lại bật lại cái thằng channel lên. Đúng không? Chúng ta sẽ lại bật xanh cái thằng channel này lên. Rồi, chúng ta lại quay trở lại cái ứng dụng của chúng ta. Chúng ta lại gửi lại cái thằng push notification. Đây các bạn để ý này. Đó, nó lại nhận được cái thằng push notification bình thường. Đó, các bạn để ý cho mình nhé. Ok, rồi. Vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn làm sao chúng ta có thể tạo một cái channel ID để giúp chúng ta có thể cái tính năng push notification nó hoạt động từ Android 8.0 trở lên, đúng không? Thì với cái code này, bây giờ câu hỏi đặt ra rằng với cái code như thế này, bây giờ chúng ta build với cái device nó dưới 8.0 thì nó có chạy hay không? Thì câu trả lời rằng nó sẽ chạy hoàn toàn bình thường. Cho nên là các bạn cần phải sử dụng cái code push notification như thế này để nó có thể hoạt động trên tất cả các device trên những cái hệ điều hành Android khác nhau. Ok. À, còn một cái điểm nho nhỏ nữa mình muốn chia sẻ lốt cho các bạn. Đây, một số bạn có thể chúng ta sẽ sử dụng cái cách là chúng ta sử dụng cái thằng Notification Manager như thế này. Tuy nhiên, ngoài cái cách này này, chúng ta có thể sử dụng một cái thằng khác nữa. Đây, nó cũng tương tự thôi. Mình sẽ khai báo ở trên này nhá. Các bạn sẽ khai báo cho mình một cái thằng Notification Manager Compact đây này. Đó, các bạn đặt tên. Mình ví dụ như đây mình sẽ đặt là Notification Manager Compat, đúng không? Sẽ bằng Notification Manager Compat from. Đây các bạn truyền cho mình một cái context vào đây. Thì ở đây chúng ta sẽ truyền zip như thế này. Đúng không? Sau đó thì các bạn có thể sử dụng cái đối tượng Notification Manager Compat này, chúng ta notify một cái thằng push notification. Đây. Chấm notify. Đó, các bạn có thể copy cái này. Đúng không? Thì khi mà các bạn sử dụng cái thằng Notification Manager Compat này này, chúng ta không cần phải check null bởi vì nó check cho chúng ta ở trong cái hàm này rồi. Đây các bạn comment cái phần này đi. Đó, bây giờ mình sẽ thử chạy với lại cái code này xem nó có hoạt động hay không nhé. Rồi, thì vậy là nó đã build xong cho chúng ta cái ứng dụng, đúng không? Bây giờ mình sẽ thử click vào đây. Đó, các bạn thấy rằng chúng ta vẫn nhận được một cái thằng push notification bình thường. Ok, các bạn tùy chọn thôi. Các bạn có thể sử dụng cái thằng này cũng được, mà chúng ta sử dụng cái thằng Notification Manager cũng được. Đây là một cái điểm lưu ý nhỏ nhỏ thôi. Ok, rồi cái video phần 2 của mình chắc là mình dừng ở đây thôi. Ở trong cái video lần sau thì câu hỏi đặt ra rằng ở đây là chúng ta đang tạo một cái channel ID, đúng không? Vậy thì trong một ứng dụng nếu như các bạn muốn tạo nhiều cái channel ID thì có được hay không? Và tạo như thế nào và chúng ta sẽ quản lý nó như thế nào? Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong phần 3 nhé. Cái phần này thì mình dừng ở đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.